Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp gập bánh 16 inch TRX với sử dụng một cái bộ group chuyển động Shimano Tiagra rất là cao cấp của dòng xe đua, 10 tầng lip và một tầng đĩa đạp cho 10 tốc độ khác nhau. Đây là một cái dòng xe đạp gập rất là phổ biến ở trên thị trường, và nó có những cái cơ chế gập từ khung này rồi đến cổ phốt và bê đan, rất nhiều các cơ chế gập. Một chiếc xe lại rất là gọn, bánh 16 inch các bác nhé, một loại inch rất là hiếm tìm được trên thị trường. Sử dụng một cái bộ cấu hình rất là ngon, đó là Shimano Tiagra. Đây là 9 tầng nít, có 9 tầng nít và một tầng đĩa đạp cho 9 tốc độ khác nhau. Bộ Mayer Novatec bi vòng, sử dụng bi bạc đạn luôn các bác nhé. Hôm trước cũng bi bạc đạn luôn. Hôm trước xe đạp gặp mà sử dụng cấu hình phải nói là rất là chất lượng. Phanh V và khung của xe là khung được sử dụng loại các bác nhìn này, nó là chromoly superlay, tức là nó là một cái hợp chất được pha giữa thép này, chrome và molyden và carbon cho chiếc xe nó rất là nhẹ đi và tăng độ bền, độ cứng của khung và nó chống oxy hóa, tức là không bị han gì. Nó là một cái hợp chất được pha trộn. Và các bác có thể tìm hiểu thêm cái dòng này ở trên Google các bác nhé, 4130 chromoly. Tông màu đen rất là đẹp. Phanh V. Này tay bấm xả micro ship, một chiếc xe đạp gập dành cho các bác mà đi du lịch gặp bọn cất lên xe, hay là trong các bác muốn mua một chiếc xe đạp nhưng mà diện tích sử dụng để xe ở trong nhà nó ít thì sử dụng những chiếc xe đạp gập này rất là tiện lợi, gọn gàng. Thì em sẽ bây giờ em sẽ quay một đoạn video ngắn để gặp cái chiếc xe này lại để cho các bác xem. Đấy, và những cái chiếc xe đạp gập này thì nó sẽ phù hợp cho tất cả các đối tượng sử dụng. Đấy, thì yên này, cọc yên hay là những cái cổ này nhá, nó có thể kéo được rất là cao. Để các bác mà từ khoảng 1m3, 1m4 nghĩ là đi cũng vừa. Đấy, kéo lên rất là dài như này, có những cái cọc yên. Đấy, chỗ cổ phốt là cũng thế. Đấy, các bác mà từ khoảng 1m4 là cả trẻ con đi được, đến khoảng 1m7, 1m8 thì rất là vừa. Phần lẫy khung này mình có bỏ cái lấy chốt này ra, có thể gập đuôi được cái xe vào như này. Đấy,
rất là nhỏ gọn. Vida này cũng gặp được luôn. Rất là nhỏ gọn này, các bác có thể cho lên ô tô để đi du lịch, trong này lên đạp thể dục thể thao vãn cảnh thì rất là lý. Okay, thì chiếc xe đang được bán em mức giá chỉ có là 8,6 triệu, 8,6 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì là các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.